So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm lại khẩu M41 Lý Bạch hay là Thái Bạch gì đó. Đại loại thì đây là một khẩu súng Fury trong sự kiện. Anh em cứ bấm vào làm nhiệm vụ. Nó chỉ đi đâu thì bắn đấy, nhưng mà chủ yếu là bắn danh thôi. Anh em sẽ nhận được điểm và quay. Còn này thì quay được 7 ngày. Và đây là phiên bản VIP vàng nha. Trước thì mình bán phiên bản VIP bạc rồi. Rồi, phiên bản VIP vàng thì được 7 ngày thôi. À, chúng ta sẽ phải làm sự kiện để nhận được vị viết rồi. Có một thằng nhảy nhà hoa nào làm sao rồi, có một thằng đứng đây luôn. Yếu yếu yếu, thằng này siêu yếu. Dí nó chạy đâu, chạy đi đâu rồi, ngon luôn. Đại loại thì mình cũng định để cái khẩu này để mấy nữa làm video anh em ạ. Thì cái khẩu này nó sẽ có hiệu ứng tiêu diệt cùng với là đam đủ các thứ hay phết. Rồi có một thằng nhà ba nữa này. Mẹ nó, sáu nòng ạ, tí hoảng. Quả sáu nòng nó đổi sang thục là vỡ mồm rồi. Vẫn còn thằng nhà ma nữa nha. Mày con bố mẹ. May mà chạy kịp đấy anh em ạ. Còn thằng nhà ma nữa. Rồi, hay quá. Năm ba rồi đấy, các anh dài ạ. Các anh dài mà không. Không thì, ấy. Hay quá. Tưởng nó lên, lại thằng bên kia nó ụp luôn ạ. Ấy chà. Yếu rồi, phải lùi lại anh em ơi. Rồi, rất nhiều anh em bảo là thích xem kênh của mình vì nó mang tính giải trí. Ừ, thì tất nhiên là mục đích của mình xây kênh để giải trí mà. Cho nên là cái việc mà anh em thích xem vì có nội dung bình luận mõm thì cứ tự nhiên thôi. Gì chứ bắn thì mình cũng gọi là biết bắn thôi, chứ không phải là pro pro ý. Ơ, thế nhiên được cái hòm kìa. Nhưng mà sẽ cố gắng phục vụ anh em hết sức, không có ngu quá là được. Rồi, mục đích chính làm video là tấu hề thôi. Hay quá nhỉ, bom rơi mít rồi hả? 3v3 anh em ơi. Ai chà. Thằng kia làm 2 kìa, 6 nòng VIP làm 2 ạ. Ai chà. Ai chà, làm được thằng nữa kìa. Ôi dồi ôi, 6 nòng VIP nó một gôn hồi sinh nha. Bắt bài ngay. Rồi, khẩu này lên VIP vàng thì chúng ta sẽ có thêm những khoe súng nữa anh em ạ. Rồi, đây. Đi đâu của bạn. Rồi, có thêm khoe súng cùng với là ui giời bít này, cùng với là hiệu ứng skin mắc cũng như là skin súng nhìn đẹp hơn. Đó. Cái vỏ bên ngoài nhìn chất lượng hơn. Đây sẽ là hình dạng cuối cùng của cái khẩu M4 Lý Bạch Thái Bạch này anh em ạ. Sau thì sự kiện này chúng ta sẽ đổi cái hiệu ứng tiêu diệt cũng như là hiệu ứng đam thì nó sẽ đẹp hơn anh em ạ. Cái này thì bắn nhau điệu điệu. Nó chạy được kìa. Nó nhảy lỗ anh ơi, nó nhảy lỗ lên mẹ A rồi hả? Vãi cả đồi. Vào sai rồi. Mẹ nó cầm lục của tôi, nó định phang mình luôn ạ. À, thằng này láo thật anh em ạ, không coi ai ra gì nhưng mà mình bắt bài rồi. Khẩu này ghét mỗi cái là mỗi lần delay thì nó có cái tiếng lạch sạch của nước, nghe nó hơi hơi mất tập trung anh em ơi. Nhưng mà không sao, đẹp được rồi, free là ngon đó, không vấn đề gì cả. Rồi, xem là lừa lừa có thằng nào gần gần đập cho nó cái báng anh em ơi. Hay quá, khỏe như đánh B rồi. À khoảng chạy, chạy ton 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 chạy ton 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 không quay ra gì à. Mấy cái thằng này còn nữa này. Hàng về rồi, bú được thêm 2 con. À còn nữa. Chơi đi bán nào, chơi mẹ đi. Rồi, mày bay rồi đấy. Ném quả bom mà bắn dính được đôi viên là vẫn đứng solo là biết bay rồi. Còn cuối thôi, tát trước đi, biết đâu nó thò ra nó chết. Đó. Nói chung là bắn này anh em phải chủ động bắn trước một tí, check ấy. Nhiều khi là mình đứng thủ nên mình vẫn phải bắn check trước, biết đâu đây này, biết đâu nó phi ra là nó chết thôi, thấy chưa, cứ tổ rộp thôi. Đặc biệt là bắn M4, M4 nó làm thanh thì tát trước nó sẽ rất lợi, nhiều khi nó sẽ không biết là mình bắn không nào. Bắn AK nó ồn thì hầu như là nó nghe thấy tiếng thì mình sẽ rất là khó để bỏ bắt bài nó. Mà nó nghe tiếng sấy đồ 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 là nó cũng không ra đâu.
Nhưng mà tiếng mà 4 lại khác. Tiếng mà 4 nó là một cái gì đó nó êm xịt anh các bạn. Móc lốp đéo biết chỗ nào luôn. Một thằng nhảy nhà hoa. Ôi chết bạn nó vòng ra rồi. Tôi chết. Sorry bạn Hiền. Đây lên này. Ôi trời quên. Không cho nó cái báng. Quên mất. Đó bình tĩnh thôi. 4 vết 3 anh ra. Nó loanh quanh 11 kill chưa bất trinh anh em ơi. Ây chà. Hay quá nhỉ. Nhắm mưa có bom ở ria đấy thì ngon. 4 vết 3 mình thủ ở hẻm A thì chắc là ổng. Trừ khi chúng nó cầm thục lên chịu. 4 vết 2 hay quá nhỉ. Cũng cộng thêm được một cái hỗ trợ nữa anh em ơi. Bom rơi mít nhà mình nha. Mấy thằng liều thật. Rồi bắn nổ mít kìa. Rồi B chết. Rồi mít cộng. Ôi từ từ nha, thằng ấy sẽ nip xong. Vừa nói xong mẹ cái thằng này. Sao lại dại thế hả bạn. Rồi về nhà hoa canh bom anh em ơi. Mít có này. Nhà mạng có luôn. Chết mẹ nhặt bom rồi. Nhó nhặt bom rồi. Chưa. Rồi chơi xe một thằng. Chơi đi bạn. Đâu rồi. Chạy đâu rồi. Vòng về là biết rồi. Kiểu gì nó nhặt bom thôi. Nhặt bom ấy. Không biết nó vòng lại chơi mình người ta. Nhặt bom chưa. Đâu rồi. Ừ. Nhặt bom rồi hả. Ây à. Nhanh vậy. Mẹ kinh nhầy. Nhặt bom nhanh đấy. Khả năng bom B mẹ rồi biết ngay mà. Khả năng nhặt bom nhanh đấy. Nhanh nhẹn đấy nhờ. Khả đấy. Rồi bình tĩnh rồi. Bố phép 1 làm được. Chầm hó chầm giáp cơ mà. Bố được như vậy. Đâu à. Mày. Ui trời ơi. Chạy đi đâu. Mày trên. Khoe súng trước mặt chúng nó luôn. Xa. Rồi. Khoe súng lại này. Xa. Đấy. Hồi này thì nói chung là khoe súng nhịn được. Hầu như khẩu súng VIP giờ khẩu nào nó cũng có khoe súng hết rồi. Kín mắc thì là chắc chắn là khoe súng. Khẩu này đặc biệt nhất ưu ái của năm nay là chúng ta sẽ có thêm hiệu ứng tiêu diệt cũng như là hiệu ứng đam anh em ơi. Đó. Anh em chịu khó cày nhiệm vụ, cày sự kiện thì sẽ đổi được. Cái hiệu ứng tiêu diệt nó hơi đắt. 400 điểm cơ. Hơi mạnh. Tất nhiên là mình sẽ lấy cái khẩu M4 này vĩnh viễn trước. Sau đó thì sẽ làm nhiệm vụ tích để đổi cái hiệu ứng diệt. Có cái skin M4 con bít cũng ngon cơ. Ui, có thằng nhà này. Có skin M4 con bít cũng đẹp cơ, mình cũng thích. Khả năng là lấy thêm cái skin đấy nữa. Có thể là sẽ bỏ qua cái hiệu ứng tiêu diệt của khẩu này. Rồi, mày móc nhà hả? Tưởng nó gần tí đập cho nó cái báng mà nó chạy to anh em ạ, vãi thật. Không có ai ra gì. 3 vết 3 này. 14 kill mẹ rồi. Cố gắng la liếm đi một thằng nữa. Còn hai thằng cố gắng la liếm một thằng nữa là ngon. 15 kill là đẹp rồi. Không biết trên A còn ai không. Clear mẹ rồi. Ôi dào thì chết rồi. Còn thằng cuối. Không biết ở đâu. Chắc bên B chứ ở đéo đâu. Nó vừa bắn chết thằng B nhưng mà biết trên A có không. Rồi bắn nhau bên B kìa. Lại là tới liền. Rồi. Chờ có bom này. Trong sai à. Đấy trong sai. Vẫn liếm được anh em ạ. Cái gì chứ liếm nhanh lắm. Ngoại kinh lắm anh em ạ. Đợi bao giờ cái khẩu này mà mình cày được thêm cái hiệu ứng tiêu diệt cũng như là hiệu ứng kin thì mình sẽ làm lại khẩu này sau anh em ạ. Đấy. Sao? Clip này đúng rồi. Phụ quá nhỉ. 15:01 anh em ạ. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, gọi cho mình một like và subscribe để không bỏ lỡ những clip mới nhất của mình nha.